Xin chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh của JK Audio âm thanh số. Và ngay bên cạnh em Duy đây là mẫu loa siêu trầm với cái thiết kế rất là thon gọn. Và đây cũng là mẫu trầm mới nhất của năm 2023. Bát 30, anh chị trong miền Nam hay gọi là bát 3 tấc đấy. Con này thiết kế bát mặt nhé, bát hướng ra phía trước mặt. Đó, hình thức bên ngoài thì các bạn em nhìn như em vừa đề cập đến cái hình thức đẹp, gọn gàng với cái màu của nó là màu vân gỗ rất tự nhiên như thế này. Kích thước bên ngoài thì em sẽ đo với cái chiều sâu vào của nó là 45cm thì chúng ta đẩy tấm bia căng bằng. Rồi và chiều ngang là 42 và chiều cao là 50. Có nghĩa là 42, 45, 50. Mặt trước của nó là một tấm bê tông bằng chất liệu vải lụa màu đen rất là cao cấp, phía dưới là logo nhận diện thương hiệu Ewood này. Đấy, mở cái tấm bê tông của nó ra. Đấy, phía trước mặt là con bát 30 gân cao su cao cấp và công nghệ màng Polyglass. Qua một cái phiên bản loa súp với mức giá là 3.500.000 đồng được ứng dụng cái công nghệ màng cao cấp của hãng cũng như là công nghệ màng độc quyền của hãng Ewood. Đây là phía trước mặt nhé. Còn phía hai bên toàn bộ là màu gỗ tự nhiên rất là chắc chắn. Trên đỉnh của nó này tem nhập khẩu chính hãng, tem bảo hành này. Tiếp tục ra phía sau và đây là phía mặt sau của mẫu loa siêu trầm S1200 Pro này. Dưới là lỗ thông hơi, phía bên trên là hệ thống âm ly công suất cũng như là cái hệ thống mạch cắt tần số và điều chỉnh. Để đây là xúc điện mà cấp nguồn điện 220 và bật công tắc nguồn lên là sẽ có bóng báo nguồn. Còn ở khu vực này là sẽ được đưa tín hiệu vào. Thì cái này thì em cũng đã hướng dẫn các anh em những cái cách vận hành và sử dụng loa trầm điện thì các anh em biết được phải không? Rồi. Con này có đường vào cam nông, có đường xuất ra cam nông và có đường vào đường dây AV. Anh chị miền Nam gọi bông sen đấy, chiết áp volume to nhỏ và cắt tần số và đảo pha. Đó. Thiết kế rất là đẹp phải không ạ? Ấn tượng nhất chân, cái chân đế của nó được làm bằng vật liệu rất cao cấp, nhôm trắng, bắn chữ dòng chữ Ewood rất là sang trọng, giống như những phiên bản loa trầm cao cấp như là T9i hay là T8i đấy. Bắt mặt đậy tấm bê căng vào thì sẽ làm như thế này, phải không? Đúng. Đó. Và không để mà các anh em mất nhiều thời gian theo dõi video thì em đi vào test nhạc luôn để các anh em cùng trải nghiệm và cùng nhau thẩm âm cái chất lượng, cái tiếng bát lực mạnh của cái mẫu loa siêu trầm S1200 Pro này. À, còn phần công suất có thể đạt maximum đến 1200W nhé anh em. Đeo lên hôm nay thưởng thức ạ. Siêu trầm S1200 Pro bản bát mặt và cũng test những bản nhạc thì các bạn thấy sao với cái bát 30 và cái công suất là đạt đỉnh điểm maximum 1200W thì em thấy sao ạ? Lực không ạ? Mạnh không ạ? Và giá tiền thì đang bán với mức giá 3.500.000 đồng làm chính hãng bảo hành 1 năm. Các bạn thấy phù hợp và hợp lý với cái nhu cầu của mình và cái tài chính của mình thì hãy bốc máy liên hệ cho JK chúng em nhé. Và xin phép được khép lại video đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé vào những video clip tiếp theo.